tôi bây giờ đang cật lực làm việc để kiếm tiền. Không phải là vì tôi mê tiền đâu, mà là vì thời buổi xã hội này, sống mà không có tiền sẽ khổ sở, cực nhọc và thật sự là hèn. Cái tình yêu tuổi trẻ không chỉ cần hai cái trái tim nóng mà trở thành một mái ấm hạnh phúc được. Bản thân phải trở nên ưu tú gì câu mới có thể tự tin đứng trước mặt và lo được cho người mình yêu, mới có đủ năng lực để gánh vác, để phụng dưỡng cha mẹ. Kiếm tiền ấy, cũng chỉ mong để sau này anh em bạn bè không vì chữ tiền, không vì cái sự hơn thua mà xích mích mà xa lánh mình, không phải vì tiền mà hạ mình làm phiền người khác. Thế cho nên là một đời vất vả kiếm sống ấy, không phải là vì tham lam đâu, mà chính là bởi vì xã hội này nếu như không có tiền ấy thì là thua rồi.